Hi cả nhà ơi, hôm nay thì Út rất là vui luôn. Cả nhà biết gì sao không? Vì Út đã nhận được cái này rồi. Đây là Google Essence nha cả nhà. Út chờ đợi rất là lâu luôn cả nhà ơi. Và để nhận được cái mã pin này á, thì Út đã trải qua một cái gian nan đó cả nhà. Thì hôm nay Út sẽ kể cho cả nhà nghe vì sao mà Út nhận được cái Google Essence này nha. Thì lần đầu tiên mà Út được PKT á, thì ai được PKT gọi thì mình cũng viết cái địa chỉ của mình vào trong cái Google Excel phải không? Thì Út viết theo cái địa chỉ, nhưng mà cái địa chỉ giấy chứng minh đó thì hiện đó là ông xã của Út đang ở trên cái chỗ cũ. Cái chỗ đó là cũng như là Út ở bên cái ngôi nhà đó, là Út ở chung với má chồng của Út. Mà cái ngôi nhà đó hiện là không còn người ở nữa cả nhà. Tại vì má chồng Út cũng đã dời đi rồi. Và Út đó thì cũng dời đi luôn. Thì Út mới mua được cái căn chung cư ở bên đây. Và dời đây khoảng 1 năm trở lại đây thôi. 1 năm trở lại đây á, thì cả nhà biết đó, dịch bệnh. Thành ra Út và ông xã Út chưa có đi thay đổi được cái địa chỉ trong cái giấy chứng minh cũ. Thành ra Út cũng viết theo cái giấy chứng minh cũ luôn. Và lần đầu tiên Út viết theo cái giấy chứng minh cũ đó, Út cũng rất là lo là mình sẽ không nhận được cái Google AdSense này cả nhà. Út rất là lo luôn nha. Và một điều là Út khuyên cả nhà mình không cần phải lo lắng cái điều gì hết. Tại vì khi mà Út viết theo cái địa cũ giấy theo trong giấy chứng minh luôn, địa chỉ và tên tuổi theo trong giấy chứng minh của ông xã Út luôn, thì lần đầu tiên Út đợi khoảng 28 tay, nhưng mà Út đợi khoảng 20 tay. 20 tay là tức là cũng khoảng 21 22 ngày thì Út thấy cái mã pin của mình nó chưa có tới và cũng không có ai điện thoại cho mình luôn. Thì Út cũng rất là lo luôn. Thì sau đó Út mới vào trong cái Google Excel này. Thì mình đã tạo cái tài khoản rồi đó cả nhà. Thì mình vào trong cái Google Excel này ha, mình chỉnh sửa lại cái phần địa chỉ. Thì Út chỉnh sửa lại cái phần địa chỉ thì Út viết cái địa chỉ hiện tại Út đang ở. Út viết lại cái địa chỉ hiện tại đang ở và Út yêu cầu gửi lại cái mã pin cho Út. Thì Út đợi chờ là khoảng 21 ngày sau thì bữa nay Út nhận được cả nhà. Đúng ngay ngày thứ hai bữa nay Út nhận được luôn. Ngày hôm qua Út còn coi cái thùng thư là có gửi đợi cho Út hay không luôn. Út cũng rất là hồi hộp chờ đợi mà nó muốn bệnh tim luôn. Thì sau khi mà chờ đợi như vậy á, thì bữa nay Út lại xem cái thùng thư, xem bữa thứ hai người ta có đi làm việc và người ta gửi cho mình hay không, thì Út đã nhận được rồi cả nhà. Thì cả nhà có vấn đề mà cái phần địa chỉ thì cả nhà mình yên tâm đi cả nhà. Trong lúc mà mình tạo tài khoản á, thì theo như lần đầu Út cũng không biết, thì Út các anh chị chỉ bảo, thì Út cũng nhờ một người bạn bảo Út là viết theo cái địa chỉ trong giấy chứng minh hoặc là cái bằng lái xe, thì sau đó mình xác minh sẽ an toàn hơn. Nhưng ở ở Việt Nam xác minh như thế nào thì Út không có biết nha. Nhưng ở Mã Lai xác minh á, thì lần đầu Út cũng viết theo cái địa chỉ cũ luôn, nhưng nó không đến được tại vì cái địa chỉ nhà nó đã không còn nữa. Và má chồng Út cũng đã dời căn nhà đó và đã mua một căn nhà mới. Thì Út cũng ra riêng và Út cũng mua một căn nhà mới ở đây ở, và cái địa chỉ cũ đó thì không thể nào thay đổi được. Tại vì Út cũng sợ là mình không làm theo cái địa chỉ cũ thì cái mã pin, cái phần xác minh á, thì nó không thành công. Thành ra Út mới để vô y chang như cái phần địa chỉ cũ luôn. Nhưng mà theo Út á, thì cả nhà mình cứ để theo cái phần địa chỉ cũ, và cái phần địa chỉ cái dòng thứ hai thì mình nên viết cái phần địa chỉ mình ở hiện tại, thì người ta sẽ biết và người ta gửi gửi cho mình. Thì Út cái lần đầu Út không nhận được, Út đợi cũng gần phải 20 20 mấy ngày mà không 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 nhận được, thì Út mới gửi cái yêu cầu là gửi lại mã pin cho tôi. Và Út cái chỉnh sửa cái phần địa chỉ nhà Út đang ở thì Út cũng tìm hiểu, lên trên mạng tìm hiểu đó cả nhà, người ta chỉ dạy cho mình đó. Thì Út cũng vào Út chỉnh sửa lại, và cái phần đó thì Út có để số điện thoại và địa chỉ nơi Út ở. Thì sau 20 khoảng 3 tuần nha cả nhà,
tháng 3 cả 3 tuần thì tại Malaysia Úc đã nhận được cái mã pin này rồi, nhưng mà Úc chưa có nhập vào nè. Úc mới vừa nhận được thôi, Úc rất là mừng luôn. Và Úc làm cái video này chia sẻ với cả nhà, chia sẻ cái niềm vui của Úc. Và những bạn nào mới PKT thì cũng đừng nên lo lắng nha. Sau khi mà Úc đã PKT rồi thì Úc cảm nhận là cả nhà mình đừng có lo lắng như cái phần mã pin này. Mình cứ viết đúng theo cái địa chỉ. Và cái dòng thứ hai, nếu như mà các bạn không có ở cái địa chỉ cũ á, thì các bạn hãy viết cái địa chỉ mới vào ở phần bên dưới, cái số điện thoại. Nhưng mà cái này thì không có ai gọi điện cho Úc hết. Úc viết sửa lại cái địa chỉ này thì người ta để vào cái thùng thư cho Úc luôn. Và hôm nay Úc nhận được, Úc rất là mừng luôn cả nhà ơi. Tại vì trục trặc rất là nhiều luôn. Lúc mà Úc mới PKT thì cũng bị trục trặc nữa. Và sau khi mà cái mã pin này gửi cũng không thành công lần thứ nhất, và cái mã pin này Úc yêu cầu gửi lại lần thứ hai, tại vì lần thứ nhất không thấy mã pin gì, cái địa chỉ Úc nó sai đó, vì không còn ở nữa đó, thì Úc mới yêu cầu gửi lại cái mã pin lần thứ hai này và địa chỉ chỉnh sửa lại đúng cái nơi mình đang ở, thì người ta đã đem đến cho mình rồi cả nhà, và ngay cái thùng thư luôn. Mà lúc nãy Úc đi xuống tầng lầu ở dưới Úc mua đồ ăn thì Úc mới mở thùng thư xem thử coi người ta có gửi cái mã pin nó tới chưa. Và sau khi mà mở cái thùng thư ra, nhìn thấy được cái Google Assistant này á, Úc rất là vui luôn cả nhà, niềm vui không thể nào tả nổi luôn nha. Vui là không phải là sắp nhận được đô hay là gì, không phải cả nhà ơi, không biết khi nào mới đủ 100 đô để nhận nữa, nhưng mà đây là cái niềm vui vì Úc đã thành công, là mình đã làm YouTube và được cái một cái tài khoản kết nối với YouTube, là mình là đối tác của YouTube và cũng là bước ngoặt trong cuộc đời của Úc, và Úc sẽ cố gắng hơn và sẽ cố gắng hơn ra những video thú vị và hài hước, chia sẻ về cuộc sống tại Malaysia với cả nhà và các bạn thân yêu yêu quý mến kênh của Úc Tháp 10 Cuộc Sống Malaysia. Và Úc cũng chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ Úc trong suốt thời gian qua nha. Thật sự là rất là mừng luôn cả nhà. Lúc nãy mà Úc đi mua đồ ăn gì Úc ăn, Úc đói bụng lắm, nhưng mà sau khi mà lấy cái phong thư này rồi hả, thì lên ngồi cái thấy đồ ăn Úc no luôn, Úc ăn hết nổi luôn, và thấy cái bông tươi này là no không ăn cơm nổi luôn cả nhà, mà nó rất là vui luôn. Thì Úc chúc cả nhà mình những ai những bạn đang làm YouTube sẽ sớm nhận được cái mã pin này là đối tác của YouTube nha cả nhà. Thì hôm nay Úc chia sẻ cái video tới đây thôi. Và các bạn nếu như mà muốn nhập mã pin nhanh á, thì viết đúng cái địa chỉ nha, cái địa chỉ nhà mình đang ở luôn. Nhưng mà Úc cái vấn đề Úc cũng không hiểu lắm là cái phần xác minh ở Việt Nam và bên đây nó khác nhau, tại vì Malaysia không cần xác minh đó cả nhà, chỉ cần sau khi mà đủ 10 đô rồi á thì người Google Adsense sẽ gửi cái mã pin này luôn, không cần phải xác minh gì hết, và gửi cái mã pin này về và mình chỉ cần nhập vào mà thôi. Còn ở Việt Nam xác minh như thế nào thì Úc cũng không rõ nữa, Úc cũng lo, vì lúc đầu mới ba cái cũng lo lắm, nhưng mà bây giờ Úc đã nhận được rồi, rất là mừng luôn, và cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Úc chúc cả nhà mình ngày mới thật là nhiều niềm vui nha, và chúc các bạn sẽ sớm, các bạn nào đã PKT thì sẽ sớm nhận được mã pin, và những bạn nào chưa PKT thì các bạn hãy cố gắng lên nha. Bye bye.